Kính chào quý vị và các bạn. Từ giờ cho đến thứ Sáu tuần này, miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa rông, mưa thường tập trung về chiều tối và đêm. Vùng mưa lớn thì chủ yếu là ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Có những điểm lượng mưa là 150-200mm mỗi ngày. Nguy cơ cao gây ra sạt lở đất ở sườn đồi núi, lũ quét trên các sông suối nhỏ và hiện tượng ngập úng ở những vùng trũng thấp ven sông. Yên Bái cũng là một trong những điểm mưa to đến rất to trong 3 ngày tới. Nếu mà quý vị có kế hoạch đến với các điểm du lịch ở Yên Bái vào dịp này thì không nên di chuyển vào buổi đêm, đề phòng sạt lở và lũ quét. Mặt tích cực của mưa là duy trì thời tiết mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 31 độ C. Cùng với những thửa ruộng bậc thang và phong cảnh núi non hùng vĩ, dịp này đến Mù Cang Chải thì quý vị có thể ghé thăm nhà Ngô Màng Mủ, một địa điểm sống ảo mới gây ấn tượng với du khách bởi không gian được trang trí bằng những giàn ngô vàng rực như thế này. Khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa tới Đồng Hới thì cũng sẽ có lúc có mưa dông vào thứ Tư này. Trời nắng mưa đan xen, khá oi nóng, nhiệt độ là 32 đến 34 độ C. Còn từ thành phố Huế trở vào đến Phan Thiết thì nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn, thậm chí là Quảng Ngãi và Tuy Hòa còn nắng nóng 35-36 độ C. Quảng Ngãi 3 ngày tới thì sẽ tiếp tục nắng mạnh và nóng, dự báo nhiệt độ cao nhất luôn duy trì ở mức là 34 đến 35 độ C. Thời điểm thích hợp để khám phá vùng đất Sa Huỳnh đó là vào buổi chiều hoặc là sáng sớm, khi đó thì không khí sẽ dịu mát hơn, nhiệt độ có thể hạ xuống thấp nhất là 27 độ C. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo là từ thứ Tư tuần này thì mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn vài nơi về chiều tối, còn ban ngày thì trời sẽ nắng nhiều hơn. Nhờ lợi thế địa hình cao, thế nên là nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên sẽ không vượt quá 30 độ C. Còn Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiệt độ phổ biến sẽ là 32 đến 33 độ C. An Giang 3 ngày tới dự báo trời nắng đẹp, thích hợp để quý vị có thể trải nghiệm rừng tràm Trà Sư. Chỉ lưu ý nhỏ là vào buổi trưa và chiều thì khá nóng, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 34 độ C. Từ tối cho đến sáng sớm ngày hôm sau thì thời tiết dịu mát, nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 25 độ C. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các điểm du lịch khác trên cả nước.